sau khi nhân viên nướng xong miếng sườn này thì bảo qua bên đây cho nhân viên khác làm cho khách ăn. Chúng ta sẽ ghé thêm thưởng thức quán cơm Ba Rìu hơn 25 năm trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận. Quán cơm Ba Rìu này nằm đối diện trường Trung học Phổ thông Hàng Thiên các bạn. Đây là con đường Đặng Văn Ngữ thôi các bạn, quận Phú Nhuận. Đây phía bên đối diện mình là quán cơm Ba Rìu đây các bạn. Rất là đông khách. Vào đây đi em. Do lượng khách vào đây rất là đông cho nên là quán bố trí hai cái lò nướng rất là to các bạn. Đâu số mấy gì nha. Ở đây còn có thịt gà này, cái này là cái gì con? Gà. Này là chả. Này là thịt bò trứng. Thịt bò trứng. Ở đây có xúc xích nè. Có lạp xưởng. Lạp xưởng. Mì và thịt trứng rất là. Bún xíu thì tách tách rang, thịt không cá kho. Đây là bản vị của cơm tấm Ba Rìu, bán từ năm 1945. Thank you.
ở Ba Vì để ngồi ở đây. Rất là đông nha các bạn. Đây là phía bên trong quán, nhìn ra ngoài đường rộng hơn nữa các bạn. Hôm nay mình sẽ gặp chủ quán. Quán mình bán được 23 năm rồi ạ. À dạ. Thường thì khách ăn là thích miếng sườn của mình. Nói chung là không muốn vàng này gì. Tại vì miếng sườn ở đây rất là đặc biệt, là nó rất là to. Giá cả thì cũng hợp lý với lại miếng sườn. Anh có thể bật mí một tí xíu về cái nguyên liệu mình làm ra miếng sườn không anh? Tự làm ra miếng sườn thì ăn tỏi, xả rồi mình nước mắm mình ướp cho thôi. À, dạ, đơn giản. Thì nguyên liệu là sườn ở đây là mình bán là chính, thì không biết là sườn mình lấy ở đâu anh ạ? Sườn thì mình lấy trên chợ đầu mối, người ta sẽ gửi về cho mình. Rồi người ta sẽ chặt ra hết cho mình. Thì quán của mình đó là bán giá là khoảng bao nhiêu một phần? À, cơm sườn đó là 44.000 một phần. Nếu mà có thêm mì là 54.000 là 1.000. Nếu mà một phần đầy đủ là khoảng bao nhiêu tiền anh? Đầy đủ chẳng hạn như là sườn vịt chả là 64.000. 64.000. Thì em được biết là quán của mình đó là tên là Ba Ghi. Nhưng mà nhiều khách đó, người ta thắc mắc là không biết tại sao là có cái tên đó, thì anh giải thích vì sao quán mình có cái tên đó được không? Cái tên Ba Ghi đó là tên của ông ngoại của anh. Sau này lúc trước thì cũng không biết đặt tên gì, nhưng mà sau này tôi thấy tên của ông ngoại thì họ để là tên Ba Ghi. Nghe có vẻ nó cũng hay rồi, họ để tới bây giờ. Dạ, hằng ngày thì mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh Thủy? Thì 7 giờ sáng anh mở cửa tới 10 giờ tối anh mới đóng cửa. Dạ, cái khoảng khung giờ đó thì khách vô lúc nào là đông nhất anh? Thì 11 giờ là bắt đầu khách ăn cơm, còn cho tới 1 giờ, 2 giờ là xong. Còn chiều thì 6 giờ thì tới 8 giờ. Dạ. Sườn nó nướng rất là quá, thấy quá cái không có, tức là nhà sườn nó dày mà nó nướng thơm nữa, to thơm thì vị khác. Mình đã từng ăn nhiều quán như cái quán này đâu, nhưng mà thấy ở đây thích là đi rảnh về ghé là đi ăn thôi. Thấy có miếng sườn có gì đặc biệt không anh? Sườn thì còn có bì chả cũng ngon, nhưng mà chúng ta không thích ăn bì chả nên ăn sườn bì chả. Miếng sườn to, miếng sườn rất to, hương dày nữa chứ không phải là mỏng. Sườn dày tùy theo người, ăn nhiều cơm thì mình hương thêm, nhưng miếng sườn thì sườn nó nhiều hơn cơm. Có thể nào mà không có miếng sườn đó ăn với bà xã ăn không gian hết hương sườn chuyện mà mình ăn không. Đó là những thực khách đang ngồi ăn trưa tại quán cơm Ba Vì. Trước đó là ở đây người nước ngoài cũng biết về quán cơm Ba Vì này rất là nhiều. Đây là hai thực khách nước ngoài tới đây ăn các bạn. Đây là bãi xe của cơm tấm Ba Vì các bạn. Đây nhân viên đang sắp xếp lại xe. Phía bên kia đường là cơm tấm Ba Vì. Đây là những vị khách đứng mua mang về các bạn. Đây là một vị nhân viên đang nướng sườn. Đây người ta gọi là bài sườn. Đó, sườn rất là to các bạn, to như lòng bàn tay. Chị, một miếng sườn mình nướng khoảng mấy phút là chín chị? 15 phút rồi em ơi. Một miếng sườn khoảng 15 phút là chín. Dạ. Ngoài ra ở đây còn có bán chắc là nước sinh tố, trái cây, nước ngọt nha các bạn.
đây là những thực khách đi taxi, vừa đi taxi tới quán cơm Bagi hơn. Đây là một trường đây còn là một dĩa cơm truyền trứng các bạn, truyền trứng ấp la ở tầm bánh ba gừng đây, một phần đây các bạn. Đó, rồi có sườn này, miếng sườn rất là to và trứng ấp la và chén mắm bên cạnh, nhìn rất là hấp dẫn. Đây là cho thịt heo sống, thịt heo sống thôi bạn. Đây thì nhân viên này sẽ bắt từ thịt heo sống qua đây nữa. Thịt heo đó đã được tẩm da và gì rồi nha các bạn. Sau khi bắt qua đây là nữa. Có cần làm từ từ không? Dạ, khi nào làm mà nói anh. Có thể là cho nó đi. Không, cái này cho nó ấy đi. Có bỏ đồ chui leo gì không vậy? Bỏ vô cho nó. Để cái chảy ra cho nó. Thì cái bạn miệng nghe chung cái bạn. Nghe. Đây là không gian thứ hai trong quán nè. Quán cơm tấm La Ghiền có hai không gian ngồi rất là rộng và thoáng mát. Yeah.